Xin chào quý vị và các bạn. Sáng sớm nay, hầu khắp các tỉnh miền Bắc sẽ cảm nhận cái se lạnh của những sóng lạnh cuối mùa tràn về. Trời lại có mưa nhỏ bay bay kèm theo nhiệt độ giảm. Sóng lạnh mới tăng cường lệch nhiều về phía đông, mang đến đới gió đông bắc đến đông đẩy hơi ẩm từ biển vào, khiến cho trời nhiều mây. Phía đông bắc bộ còn có mưa nhỏ. Do đó, nền nhiệt cao nhất hôm nay ở khu vực phía đông bắc bộ giảm còn từ 26 cho đến 28 độ. Riêng Lạng Sơn, Cao Bằng chỉ từ 22 đến 24 độ. Với các tỉnh phía Tây Bắc, đến chiều mới có nắng, nền nhiệt cao nhất tại đây cũng giảm xuống dưới 34 độ, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn. Sự xuất hiện của các sóng lạnh từ phía Bắc dù không mạnh nhưng cũng khiến cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu hẳn, hiệu ứng gió phơn cũng không còn. Hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An trời nhiều mây, có mưa rải rác, nhiệt độ giảm chỉ từ 29 đến 30 độ. Từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, nắng cũng chỉ xảy ra gián đoạn vào trưa chiều, mức nhiệt từ 31 đến 34 độ. Như vậy là nắng nóng chấm dứt hoàn toàn. Với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ít chịu tác động của không khí lạnh. Trời không mưa, có nắng từ sớm nhưng cường độ nắng cũng không mạnh. Mức nhiệt cao nhất ngày là từ 33 cho đến 35 độ. Nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ ở Quảng Nam và Quảng Ngãi. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn kéo dài tình trạng nắng nóng trên diện rộng. Với các tỉnh Tây Nguyên, nhiệt độ là từ 34 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 34 cho đến 37 độ. Các điểm có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao 36 đến 37 độ, tập trung ở các tỉnh miền Đông. Trên biển, thời tiết trên hầu khắp Biển Đông nhìn chung vẫn thuận lợi và chưa có nhiều biến động. Tại khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trời đều tạnh ráo, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió chỉ khoảng từ cấp 3 đến cấp 4. Cũng chịu tác động của những sóng lạnh tăng cường xuống nên thủ đô Hà Nội hôm nay sẽ có xác suất mưa khá cao, lên tới trên 80%, nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ, cao nhất ngày chỉ từ 27 đến 28 độ. Trời rất mát mẻ vào ban ngày và se lạnh về tối và đêm, với mức nhiệt thấp nhất chỉ khoảng 23 đến 24 độ. Thứ hai đầu tuần, thành phố Đà Nẵng cũng dự báo có thời tiết đẹp với xác suất mưa thấp dưới 20%. Trời có nắng nhưng mức độ vừa phải và có gió biển thổi nên không có cảm giác nóng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày là từ 31 đến 32 độ, thấp nhất về đêm và sáng ở vào khoảng 25 đến 27 độ. Với khối không khí ổn định bao trùm thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng. Xác suất mưa ở thành phố chỉ thấp dưới 5%. Trong ngày trời nắng nóng với mức nhiệt cao 36 độ. Thời gian nóng nhất trong khoảng từ 12 đến 15 giờ chiều. Do đó quý vị hết sức lưu ý, hạn chế ra ngoài trời nắng gắt trong thời điểm này để đề phòng say nắng, sốc nhiệt. Thank you.